Chúng ta cùng hít thở nè. Hít sâu. Thở chậm. Nào, chúng ta bắt đầu vào động tác. Chúng ta tiếp tục với động tác mặt duỗi nha. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Rồi, đứng lên, các bạn duỗi tay. Duỗi chân. Hít thở. Rồi, chúng ta tiếp tục với động tác leo núi nhé các bạn. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Rồi, các bạn hãy tập. Rồi, các bạn nhóm chân lên tí, vỗ tay à, cho bớt mỏi nè. Được chưa? Rồi. Thầy sẽ hướng dẫn lại cho tất cả các bạn cách quay bên trái, bên phải và đằng sau. Bây giờ thầy sẽ thực hiện quay bên trái trước. Các bạn chúng ta chú ý ha. Nghiêm. Khi nghiêm là gót chân chúng ta phải chạm vào với nhau và chân mở ra hình chữ V. Bên trái quay, bên trái quay, bên trái quay. Sau khi quay xong chúng ta luôn luôn kéo chân phía sau lên phía trước. Bên trái quay, bên trái quay, bên trái quay, bên trái quay. Sau khi quay xong chúng ta luôn luôn kéo chân phía sau lên phía trước. Bên trái quay. Cách quay bên phải thì nó ngược với lại phía bên trái này, và các bạn nhớ trong lúc chúng ta quay là tay chúng ta phải ép sát đùi vậy các bạn. Bên phải quay, bên phải quay, bên phải quay, bên phải quay. Và các bạn cũng nhớ là sau khi chúng ta quay xong luôn luôn chân phía sau chúng ta phải kéo lên phía trước. Bên phải quay, bên phải quay, bên phải quay, bên phải quay. Và các bạn cũng nhớ là sau khi chúng ta quay xong luôn luôn chân phía sau chúng ta phải kéo lên phía trước. Thầy hướng dẫn cho các bạn đó là động tác quay đằng sau. Các bạn chú ý nha, khi chúng ta quay bên phải như thế nào thì quay đằng sau chúng ta cũng quay y như là quay bên phải, nhưng từ đằng trước ra đằng sau. Nghiêm. Đằng sau quay, đằng sau quay, đằng sau quay. Và cho dù chúng ta đứng ở vị trí nào cũng vậy. Đằng sau quay, đằng sau quay. Nghiêm. Đằng sau quay, đằng sau quay, đằng sau quay. Và cho dù chúng ta đứng ở vị trí nào cũng vậy. Đằng sau quay, đằng sau quay. Và thầy cũng mong là qua các động tác vừa qua thầy trò chúng ta đã cùng tập luyện thì cũng một phần nâng cao được sức khỏe cho chúng ta. Thầy tiếp tục hướng dẫn cho các bạn động tác dẫn chân tại chỗ. Và khi dừng chân tại chỗ các bạn
tay là chân chúng ta nâng lên, tạo thành một cái khối u sẽ lớn bỏ thẳng xuống, nâng lên thẳng xuống. Tay chúng ta sẽ đánh từ đằng trước ra đằng sau, tay từ đằng trước ra sau. Đây là một cái bài này nghiêm, và khi thô dầm chân tại chỗ dầm luôn luôn là chân trái, chúng ta sẽ dầm chân tay dầm một tay chúng ta lên là chúng ta chỉ nghe những cái bài gọi là một khúc vô. Tay là sao?